không sợ bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Mặt Nạ bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi có hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mặc Hùng, chọn Sơn Mặc Hùng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mặc Hùng. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà biệt thự 2 tầng mang phong cách tân cổ điển được Mặc Hùng thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Đặng Đức Đảm, địa điểm là tại Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Nếu như bạn nào ở gần khu vực Nam Trung, Nam Sách thì các bạn có thể qua đây tham khảo trực tiếp công trình mà do trực tiếp Mặc Hùng thiết kế cũng như thi công trọn gói công trình này. Thì ngày nay cái xu hướng thi công những căn biệt thự vườn, những căn biệt thự ở những miền quê nó đang trở thành một trong những cái trào lưu hay là một trong những cái xu hướng, bởi vì người có tiền người ta không muốn ở tại thành phố, không muốn hưởng cái bầu không khí ô nhiễm hay là chật chội hay là nóng bức, mà thay vào đấy người ta sẽ trở về miền quê, trở về những nơi mà mình sinh ra, hay là lựa chọn những khu vực có khí hậu đẹp, ví dụ như những khu vực giáp biển, giáp núi để xây những căn biệt thự và sống những cuộc sống hưởng thụ. Đây cũng là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại mà các nước phương Tây người ta đã đi trước mình rất nhiều năm rồi. Người ta cũng hay thiết kế những căn biệt thự ở trên đồi hay là view nhìn ra biển. Đấy là một trong những cái cách để chúng ta sống, làm việc và hưởng thụ nó một cách phù hợp. Trước khi đi vào trong ý tưởng công trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông Tuấn đến từ Mặc Hùng. Mặc Hùng là một trong đơn vị thiết kế thi công trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mặc Hùng đã có rất nhiều các chi nhánh nhà phân phối đại lý trên khắp toàn quốc. Ở hầu hết như tỉnh thành nào thì chúng tôi cũng có đại lý nhà phân phối. Thế nên là hiện tại trong cái mùa dịch này thì hầu hết Mặc Hùng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Bởi vì cái lệnh phong tỏa nó áp dụng ở trong cái khu vực nội tỉnh thôi. Thế nên là khi mà có các cơ sở vận hành ở trong các tỉnh thành thì chúng tôi vẫn ký kết hợp đồng thiết kế cũng như thể thi công trọn gói, đảm bảo tiến độ cho quý khách hàng một cách bình thường. Và trong mùa dịch này thì đa số mọi người là trở về xây nhà. Đấy là một trong những cái mà nó giúp cho cái tốc độ phát triển của Mặc Hùng nó vượt bậc hơn ở các đơn vị khác. Thì bạn nào ở bên nước ngoài hay là ở nơi xa, các bạn có thể liên hệ qua Mặc Hùng thông qua các số hotline 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là những số hotline chúng tôi đều có Zalo sẽ hỗ trợ các bạn ngay lập tức, kể cả các bạn nhắn tin vào 1-2 giờ sáng thì chúng tôi vẫn có nhân viên túc trực. Ngoài ra nếu như bạn nào không Zalo, các bạn có thể nhắn tin với Mặc Hùng thông qua các kênh fanpage của Facebook. Các bạn nhớ gọi chính xác tên công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mặc Hùng và hình ảnh bìa để tránh việc nhầm lẫn với lại những đơn vị khác. Đấy, các bạn gõ đúng tên thì nó sẽ hiện ra được ngay. Cái page này là page chính thống của Mặc Hùng. Thì trên này có rất nhiều khách hàng đang theo dõi, nhắn tin cũng như thể là tương tác cùng với lại các đại lý của Mặc Hùng. Đấy, các bạn thấy là cái lượng like, chia sẻ rồi là nhắn tin rất nhiều. Các bạn có thể qua đây để nhắn tin hoặc là các bạn gọi điện trực tiếp nếu như chúng ta không có thời gian để nhắn tin trao đổi. Rồi, quay trở lại mẫu nhà hôm nay. Đây là một công trình mà tôi đã review cho các bạn một lần rồi. Trước đây thì mới xong phần thiết kế ngoại thất ở bên ngoài. Và bây giờ thì tôi sẽ review các bạn để xem cái phần nội thất bên trong cũng như thể cái tiến độ thi công hiện tại đã đến đâu rồi. Thì thoạt nhìn bên ngoài thì các bạn thấy được công trình này mang phong cách tân cổ. Vậy thì chúng ta làm sao để biết được công trình nào thuộc phong cách gì và chọn phong cách gì trước khi thiết kế? Thì trong cái thiết kế của những ngôi nhà tại Việt Nam ấy, thì trước hết các bạn hãy lựa chọn phong cách. Bởi vì phong cách nó là cái bao trùm, tổng thể bao trùm lớn nhất lên trên ngôi nhà của mình. Chứ chúng ta đừng vội đi vào những cái chi tiết, ví dụ như lan can rồi cửa kính rồi nội thất nó là cái gì, mà chúng ta hãy đi tập trung vào trong cái phong cách tổng thể, nó là cái lớn nhất bao trùm. Đây là mặt đứng trước của ngôi nhà. Công trình này được rõ ràng là thiết kế theo phong cách tân cổ điển rồi. Các bạn đã biết cái quy tắc thiết kế phong cách tân cổ điển, đấy chính là có những cái phào chỉ này, nó hiện lên trên diện tường, đầu cột, bát cột. Đấy, những cái chi tiết chỉ đơn, chỉ đôi, chỉ kép. Đấy, các bạn thấy đây. Và những cái họa tiết này nó sẽ lặp đi lặp lại qua những cái diện hay là những cái góc nhìn. Và ví dụ mặt đứng chính, mặt đứng bên, mặt sau, nó đều có sự lặp đi lặp lại chứ không phải là nó chỉ có mình mặt tiền thôi ạ. Rất nhiều mọi người thường hay thiết kế những công trình ở quê hay là ở những vùng nông thôn ấy, chúng ta chỉ thiết kế tập trung vào mặt tiền. Đấy, còn lại các mặt xung quanh thì chúng ta cứ chát phẳng rồi là sơn đen, sơn xanh. Cái đấy là nó làm xấu ngôi nhà, mặc dù là mọi người cứ nghĩ rằng là chúng ta sơn như vậy là nó sẽ tránh được nắng, nhưng cái đấy không đúng. Bởi vì cái việc mà sơn màu tối, sơn màu sẫm hơn thì nó lại càng khiến cái bức tường của chúng ta nó trở nên là nóng bức hơn. Thì cái mặt hướng trước của ngôi nhà các bạn đã thấy được là chúng ta có phần cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi, thiết kế khá là đẹp.
Với hệ bậc ngũ cấp, những công trình 1 tầng, 2 tầng của Mac Home thì chúng tôi luôn nhấn mạnh quý khách hàng rằng chúng ta phải thiết kế ít nhất là bậc ngũ cấp trở lên. Đấy, thì thiết kế như thế này thì công trình của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nó uy nghiêm, nó tỷ lệ đẹp hơn. Còn đây là góc để chúng ta thấy được cái phần phía bên tay trái của ngôi nhà. Các bạn thấy cái hệ ban công của chúng ta với cái ngữ điệu hệ vòm rất là tinh tế. Phần mái thì các bạn biết rồi, phần mái của công trình được thiết kế với hệ ngói Fuji, ngói màu xanh. Ngày nay thì chúng ta thường ít thấy những cái ngôi nhà ngói đỏ nữa rồi. Trước đây, cách đây tầm cỡ 5-10 năm thì các bạn thấy rằng là những công trình hệ mái đỏ rất rất nhiều, hầu như là nhà nào chúng ta cũng lựa chọn hệ mái ngói màu đỏ, và đặc biệt cái chất liệu là ngói Hạ Long. Đấy, ngói nung Hạ Long ấy, được mọi người sử dụng rất nhiều. Nhưng mà với ngày nay với công nghệ phát triển rồi là với cái ngôn ngữ thiết kế cũng thay đổi nhiều, thế nên là chúng ta lựa chọn cái màu sắc ngói nó rất đa dạng. Đấy, từ màu xanh ghi, màu rêu, màu đen, thậm chí có những ngôi nhà người ta sơn màu lông chuột. Đấy, tức là cái màu nó nhợt nhợt đấy, tức là nhưng mà nó vẫn mang lên cái vẻ lịch lãm sang trọng ở trong cái thiết kế. Nên là trong cái cuộc sống ngày nay thì chúng ta không có những cái quy tắc ràng buộc nó bắt buộc phải hệ ngói màu đỏ nữa rồi. Đây là mặt đứng bên của ngôi nhà, các bạn thấy thiết kế của Mac Home thế nào? Rất đẹp, rất tinh tế. Tôi khẳng định lại các bạn rằng nếu như bạn nào đã theo dõi Mac Home rồi, đã yêu thích thiết kế của Mac Home rồi thì chắc chắn chúng ta không thể nào thích được các thiết kế của những đơn vị khác. Đấy là cái tôi dám cam đoan với các bạn. Bởi vì là trong cái thiết kế của Mac Home nó có hồn. Đấy, tôi khẳng định cái yếu tố đầu tiên là trong thiết kế của Mac Home nó rất có hồn. Tức là chúng ta nhìn và chúng ta thấy được cái chiều sâu, cái sự tinh tế, và trong đấy là cái tâm huyết của những người thiết kế, những người sáng tác về nghệ thuật. Đấy, các bạn thấy đây, từ màu sắc đến chất liệu, mọi thứ chúng tôi làm nó rất chỉnh chu. Chỉnh chu đến từng chi tiết đường nét, thế nên là cái sản phẩm khi mà ra thực tế thi công ấy, nó cũng đẹp lung linh như vậy. Đây là hình ảnh nhìn hệ trên hệ mái. Còn đây là hình ảnh thực tế các bạn nhé. Đây là khuôn viên khu đất rất rộng. Tôi phải nói được là nhà anh Đậm là một trong những đại gia của vùng. Hiện tại công trình này chúng tôi đang xây tổ hợp các bạn nhé. Tổ hợp bao gồm là gì ạ? Biệt thự, đấy, nhà nghỉ cho khách và gì ạ? Và công trình nhà thờ. Đây các bạn xem qua này. À, hiện tại thì công trình đang thi công là xong cái phần nhà thờ này rồi. Đây là cái video mà tôi đã quay từ cái lúc mà xuống móng công trình. Còn đây là phần công trình nhà, một căn nữa, một căn nhà ở, nhưng mà hầu hết là dành cho khách. Đấy, khách về đây nghỉ ngơi. Đấy, còn hệ thống tường rào bao quanh đã xử lý xong rồi. Đấy, các bạn thấy cái quy mô thi công công trình này rất lớn. Đây là hình ảnh ghép cốt pha móng ở phía dưới sắt đế. Thì với cái kỹ thuật ghép cốt pha, các bạn lưu ý rằng là ngày nay thì chúng ta thường hay sử dụng cái biện pháp là cốt pha phủ phim. Đấy, và hai là cái hệ móng bây giờ là hệ móng bê tông cốt thép, không là tường chịu lực ngày xưa nữa. Đấy, cách đây tầm chục năm thì chúng ta thấy gần như là không có bê tông, gần như không có cốt thép, mà hầu hết là mọi người thì chúng ta thường hay sử dụng là gì ạ, là tường chịu lực. Đấy, có những nhà chúng ta còn thấy sử dụng cái tranh, các bạn thấy những cây nứa rồi cây luồng. Đấy, kết hợp với lại những cái dạ, rơm dạ và chát đất lên. Đấy, ngày xưa, còn đối với bây giờ thì hầu hết là những công trình chúng ta đang sử dụng hệ bê tông cốt thép như thế này. Các bạn thấy rất rất nhiều thép nằm ở phía dưới phần đế. Thế nên nó giúp cho công trình của chúng ta nó vững chắc. Đấy, nguyên tắc là gì ạ? Móng phải vững chắc thì ngôi nhà chúng ta mới bền. Còn đây là hình ảnh mà trước khi chúng tôi kiểm tra để chuẩn bị trong cái quá trình mà chúng ta sẽ đổ bê tông. Đấy, công trình lúc nào cũng đạt tiến độ tầm cỡ 40 đến 50 thợ thi công. Đấy, các bạn xem qua. Đấy, thi công hệ này là hệ móng băng các bạn nhé. Như các bạn đã xem các thiết kế của chúng tôi rồi. Với cái kỹ thuật hệ móng băng ấy, thì cái quan trọng nhất trong cái quá trình đổ bê tông là các bạn phải gia cố những cái hệ răng để chống đỡ như này này, để tránh những cái lực phương nằm ngang. Ví dụ như khi chúng ta đổ bê tông vào là cái hệ phương, lực phương nằm ngang của bê tông nó sẽ rất lớn. Đấy, rất nhiều những trường hợp nó bị phình bê tông, bị phình đấy. Nếu như các bạn trong chuyên ngành của chúng tôi là có những trường hợp nó là bị phình, bị hở. Đấy, nó khi mà chúng ta tháo cái lớp cốt pha ra thì các bạn thấy nó xấu vô cùng. Đấy, đối với những thợ vườn hay là thợ ở quê, người ta không chuyên môn ấy, thì người ta ra chỗ như người ta chống đỡ gần như là không có. Đấy, gần như là người ta chỉ có gia cố biện pháp rất là sơ sài. Đấy, còn đây là hình ảnh ngôi nhà thờ tổ thờ họ là gần xong rồi. Hiện tại thì đang trong quá trình sơn rồi. Đang quá trình sơn thì đây là video mà tôi đã quay cách đây về hơn một tháng. Đấy, công trình đang hoàn thiện bàn giao, các bạn thấy rất đẹp. Nói chung là một cái tổ hợp công trình. Gia đình anh Đậm là một trong những cái gia đình đại gia của vùng, với khuôn viên khu đất nằm ngay trên trục đường chính của thành phố, rất lớn.
Đấy, thì anh đang muốn dự kiến là biến nơi này thành một nơi tổ hợp cho gia đình, cho mọi người trong dòng họ, là lấy nơi để chúng ta nhớ về cội nguồn. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem qua chi tiết cái nội thất ngôi nhà này. Quan trọng là cái nội thất có đẹp hay không, ra thực tế nó có chính xác hay không. Trước khi xem lại nội thất thì các bạn sẽ xem qua cho tôi một chút về cái công năng mặt bằng. Thì hồ sơ kiến trúc thì lần trước các bạn đã xem rồi, thì lần này thì tôi sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề nội thất của công trình này. Công trình này thì được thiết kế với một chiều là 13 m và chiều sâu là 10 m 12. Đấy, như các bạn đã xem trên cái mặt bằng ở trên màn hình thì chúng ta thấy công trình có hai lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính này gặp ngay phòng khách rộng 72 mét vuông và một lối đi vào từ sảnh phụ. Với cái lối thiết kế những căn nhà mà có chiều rộng như thế này thì chắc chắn chúng ta phải chia làm 2 đến 3 hệ lưới cột rồi. Như công trình này thì chúng tôi đang thiết kế với hai hệ lưới cột. Thì khi mà chúng ta thiết kế hai hệ lưới cột thì giữa nhà nó sẽ có những cái cột. Đấy, cái hình thức cột như này mà bắt buộc chúng ta phải đưa ra cái biện pháp xử lý, biện pháp trang trí. Hoặc là nếu như bạn nào không thích cái cột này nằm ở giữa nhà thì chúng ta có thể sử dụng là bê tông sàn phẳng hay là bê tông sàn hộp. Các bạn lên Google các bạn search cho tôi cái khái niệm từ là bê tông sàn không dầm hay là bê tông sàn hộp, thì cái nguyên tắc của nó là nó vượt nhịp rất tốt. Nó gần như là chúng ta không thấy một cái cột nào ở trong nhà hết và không thấy dầm. Đã, các bạn thấy là cái công nghệ ngày nay nó đã phát triển hơn rất nhiều và hiện tại Mac Home đang thi công cái biện pháp bê tông sàn không dầm rất rất nhiều. Cái chi phí của nó thì nó đắt hơn một chút thôi, bởi vì nó đắt hơn về cái vấn đề là chúng ta phải nhập cái bóng, nhập cái hộp đấy để chúng ta thi công. Nhưng mà nó tiết kiệm chúng ta thứ nhất là về cột pha, thứ hai là về nhân công và thứ ba là về bê tông. Đấy là đổi lại được ba cái tiết kiệm. Thì công trình này được thiết kế hệ lưới cột bình thường thôi chứ không phải là sàn phẳng hay sàn hộp. Thì chúng tôi cũng có tư vấn cho gia đình nhà anh Đẫm nhưng anh muốn là thi công theo biện pháp bình thường, không cần phải quá hiện đại, không cần phải quá tiên tiến. Nên thì chúng tôi vẫn ưu tiên cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Công trình có một phòng ngủ không một ở dưới tầng 1. Các bạn thấy có một cái điều đặc biệt ở ngôi nhà này là không có bếp ở trong nhà mà bếp chính là cái khu vực nhà ngang như tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn đấy. Thì anh đã muốn là bố trí cái khu vực bếp nấu riêng, phục vụ riêng cho ngôi nhà. Anh muốn là khu vực ngôi nhà chỉ để cho cái việc tiếp khách rồi nghỉ ngơi. Tiếp tục lên tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta có 3 phòng ngủ, trong đấy có một phòng sinh hoạt chung, một phòng master cũng vô cùng rộng. Các bạn thấy các phòng ngủ của gia đình nhà anh Đẫm rộng từ 18 đến 25 mét vuông. Đấy, thì chúng ta xem lại một chút cái phần thiết kế. Đây là phòng khách, đây chính là cái cột này. Cái cột này đã được các thiết kế kiến trúc sư của Mark Home đã chế tác nó ra thành cột với ngôn ngữ Hy Lạp ngày xưa. Đấy, các bạn thấy những cái hệ bát cột như thế này. Đấy. Nếu như thế này trong cái giới chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi đã biết được cái hệ cột này nó sẽ là hệ cột tên gì. Đấy. Nhưng mà trong cái thiết kế mọi người chưa có kiến thức chuyên sâu thì chúng ta chỉ tạm nhớ đây là hệ cột hình thức của Hy Lạp. Quay trở lại phương án là thiết kế mặt bằng tầng 1 để các bạn xem qua phòng khách và phòng bếp. Thì trước cái khu vực cửa vào chính của phòng khách thì chúng ta có một cái tấm thảm, đây là tấm CNC. Gạch này là gạch CNC các bạn nhé, và các bạn có thể cắt đặt theo mẫu mã, theo kích thước thoải mái. Cái này thì xưởng Mark Home cũng làm được. Nếu như bạn nào muốn đặt riêng những cái gạch này, các bạn cứ liên hệ với lại chúng tôi. Nó là gạch hoặc đá hoặc là thảm với kích thước là không giới hạn. Đấy, các bạn lưu ý với ngày nay công nghệ của nó rất tốt rồi. Cái này thì thường chúng tôi sẽ đặt trực tiếp từ bên Thụy Sĩ hoặc là bên Trung Quốc nhập về. Còn lại phòng khách thì chúng ta sử dụng một bộ ghế sofa hoặc là bộ ghế đồng kỵ, sau này các bạn có thể đặt theo nhu cầu. Và trong cái thiết kế này thì có ngôn ngữ màu sắc là màu trắng rồi. Trên hệ trần thì chúng ta sử dụng hệ trần thạch cao. Nói chung là trần thạch cao ngày nay thì được mọi người sử dụng rất nhiều. Tôi cũng thích trần thạch cao hơn là trần gỗ. Thứ nhất là vì cái chi phí. Cái chi phí của trần thạch cao thì rõ ràng nó rất là rẻ rồi. Nó chỉ rơi vào tầm 230 đến 250 nghìn một mét vuông thôi. Đấy là cái chi phí hoàn thiện một cái mét vuông trần thạch cao. Tuy nhiên là sau một vài năm chúng ta có thể thay đổi mẫu mã rất thoải mái. Còn nếu như các bạn bố trí cái trần gỗ thì nó chỉ được tầm 5 năm trở lại bắt đầu nó bị cong vênh. Cong vênh thì sau này các bạn muốn thay thế thì nó tốn tiền lắm. Nó rất đắt bởi vì một mét của nó có những cái bộ trần gỗ một mét nó lên tới 4-5 triệu. Có những cái bộ trần gỗ trong lâu đài chúng tôi đã từng thi công nó lên đến 10 triệu một mét vuông. Đấy là cái chuyện rất bình thường. Đấy, còn đây là góc chúng ta nhìn từ trong phòng khách, chúng ta nhìn ra cái kệ tivi. Đây chính là cái góc này. Đấy, kệ tivi ở đây. Thì bên cạnh kệ tivi có hai cái cửa sổ bé này. Đấy, phía trước phòng khách thì chúng ta có một cái lối, đây gọi là lối tiền sảnh. Đấy, tiền sảnh thì chúng ta thường thấy trong những nhà khách hay là khách sạn thì chúng ta thấy được cái sự tôn nghiêm, uy nghiêm của ngôi nhà chính là tiền sảnh.
À, các bạn thấy đây, rất đẹp. Đấy. À, đây là góc ở trong phòng khách. Thì phía dưới phòng khách từ cốt 00 lên đến 80 phân thì chúng tôi sử dụng cái sơn khắc màu, hoặc là sau này các bạn có thể ốp đá hay là ốp gỗ cũng được để giúp cho cái phần đế chúng ta nó sang trọng hơn và nó cũng sạch hơn. Đấy, các bạn xem qua đây là cái phần chân đế này. Đấy. Còn đây là lối cầu thang đi lên. Cầu thang, các bạn xem qua đây, cầu thang đây, phía dưới gầm cầu thang là có một phòng với cấp C dành cho khách. Đấy, phòng với cấp C đây. Đấy, cũng rất là tinh tế. Còn đây là phòng ngủ ở dưới tầng 1, phòng rất là lớn đấy. Cái phòng này là phòng master rất lớn, có nhà vệ sinh khép kín bên trong, cực kỳ lớn. Đấy, thì chất liệu ở đây thì chúng tôi cũng sử dụng cái chất liệu là giường nhập khẩu các bạn nhé. Một bộ giường thì chúng tôi nhập về nó có đơn giá tầm khoảng 20 triệu. Sử dụng rất êm và cái độ bền bảo hành lên tới hơn 10 năm. Thì những cái chất liệu này các bạn có thể có được xem qua các showroom ở Mark Home tại các tỉnh thành. Đấy, đây là góc khác. Trong này chính là cái phòng WC này. Phòng WC lớn, hai bên là hai cái hệ tủ quần áo. Đấy, rất đẹp. Thì ngày nay thì Mark Home, cái sửa nội thất của Mark Home thì chúng tôi sẽ thi công đúng như thế này luôn. Đấy, các bạn yên tâm nhé. Thì khi mà thi công xong phần thô thì trong cái quá trình thi công nội thất chúng tôi cũng làm giống y hệt. Đấy, từ những cái kệ tivi, những cái ghế đôn ngồi hay là những cái giường. Đấy, được Mark Home thi công trong một cái quy trình khép kín. Và khách hàng nhận chìa khóa trao tay. Rất là thoải mái, với công nghệ ngày nay nó đã tiên tiến hiện đại rất nhiều rồi. Các bạn thấy cái gam màu trong căn phòng này nó không quá già, nhưng nó vẫn có những cái gì đấy nó tinh tế, hiện đại và sang trọng. Chúng tôi sử dụng cái gam màu trắng kết hợp với lại gam màu ghi kem. Đấy, gam màu kem đấy các bạn này. Đấy, kết hợp với gam màu trắng của tường và trần thì nó sẽ nổi bật hơn cái vị cái nét sang trọng tinh tế ở trong cái thiết kế ngôi nhà. Còn đây là phòng sinh hoạt chung ở phía trên tầng 2. Phòng sinh hoạt chung thì trên tầng 2 chúng tôi sử dụng cái sàn gỗ các bạn nhé. Sàn gỗ được có hai dòng, một là sàn gỗ công nghiệp, hai là sàn gỗ tự nhiên. Rất nhiều người thường hay đánh giá là gì ạ, là gỗ công nghiệp là đồ không tốt. Cái đây là cái quan niệm sai lầm hoàn toàn. Tôi phải khẳng định các bạn này, nếu như các bạn sử dụng cái gỗ công nghiệp nó còn bền hơn gỗ tự nhiên rất nhiều. Chẳng qua là chúng ta sử dụng gỗ công nghiệp là gỗ rẻ tiền, tức là chúng ta sử dụng cái phân khúc rẻ nhất. Trong những cái phân khúc rẻ thì dĩ nhiên cái độ bền nó sẽ không tốt. Còn nếu như các bạn sử dụng cái dòng gỗ công nghiệp, dòng gỗ mà loại chống nước hay là chống cong vênh tuyệt đối ấy, nó rơi vào tầm hơn 500 nghìn một mét vuông, tôi cam đoan các bạn dùng vô tư. Đấy, nước đổ vào nó không bị cong vênh, nắng chiếu vào nó không bị co ngót. Còn khi mà gỗ tự nhiên, kể cả các bạn sử dụng gỗ đỏ này hay là gỗ hương đi chăng nữa, thì một thời gian đi nó cứ bị cồm cộp rồi là mối mọt nó ăn. Đấy, rất nhiều vấn đề. Nên tôi khẳng định với các bạn rằng gỗ công nghiệp, nếu mà sử dụng gỗ cao cấp hoặc là loại trung bình khá của gỗ công nghiệp, nó còn tốt bền hơn gỗ tự nhiên rất nhiều. Đấy, cái không gian phòng sinh hoạt chung thì chúng ta sử dụng cái bộ sofa mang phong cách tân cổ điển. Bộ này thì đang được bán tại showroom ở Mark Home với cái đơn giá nó rơi vào tầm cả 80 triệu, là toàn bộ ghế ngồi, ghế đôn, ghế đôi, ghế văng, rồi là bàn uống nước. Đấy. Còn đây là cái nội thất bên trong phòng con gái. Phòng con gái thì chúng ta thiết kế với gam màu hồng, rất là tinh tế và hiện đại. Các bạn thấy đây, cái trong nói chung là có một bàn tay thiết kế vào thì cái tủ quần áo nó vẫn là tủ quần áo thôi, nhưng tuy nhiên nó có những cái điểm nhấn nhá này. Đấy, rất đẹp, có những chút ánh sáng vào thì tự nhiên cái căn phòng của mình nó trở nên là sang trọng và tinh tế hơn. Đây là cái kệ bàn học đây các bạn đấy. Cái kệ giá sách này rất là hiện đại và rất là đáng yêu. Nó không cần phải có cái gì đấy vật liệu, không cần phải có quá nhiều cái kinh khủng, nhưng mà nó vẫn toát lên được cái sự hiện đại và cái độ trẻ trung ở trong cái căn phòng của dành ở bé gái. Rất đẹp. Còn đây là căn phòng của bé trai. Bé trai thì chúng ta sử dụng gam màu xanh rồi. Rất tinh tế. Đấy, như vậy là tôi đã vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Đẫm, rất đẹp, rất sang trọng. Nếu như bạn nào có nhu cầu thiết kế một căn biệt thự 2 tầng mang phong cách tân cổ điển và với nội thất ngoại thất sang trọng như thế này, các bạn hãy đừng ngần ngại liên hệ với Mark Home, bởi vì hiện tại Mark Home đang là đơn vị lớn nhất trên toàn quốc với hệ thống chi nhánh phân phối và nhân sự đông đảo, thì chúng tôi sẽ giúp cho công trình của quý khách hàng đạt tiến độ một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Video ngày hôm nay tôi xin phép dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn nào có nhu cầu thiết kế hay thi công trọn gói, các bạn hãy đừng ngần ngại liên hệ với Mark Home thông qua các số hotline 0964458888 hoặc là 0881333333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Đèn LED Mark Home.
tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mark Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mark Home, nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mark Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mark Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 096 445 8888, 092 409 9999 để được giải đáp. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu.